Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết dưới tác động của rãnh áp thấp. Dự báo trong đêm nay, Bắc Bộ vẫn có mưa rào và rông, cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa và mưa to. Sang ngày mai thì rãnh áp thấp suy yếu, vì thế Bắc Bộ trời chuyển nắng trở lại. Nền nhiệt trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc sẽ tăng đáng kể, với mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 34 cho đến 36 độ, nóng xảy ra cục bộ. Ở miền Trung, nắng nóng tiếp tục kéo dài, trời vẫn oi bức. Ngày mai thì từ Thanh Hóa trở vào cho tới Phú Yên vẫn xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi lên tới trên 38 độ. Dự báo tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa rào và rông đang có dấu hiệu suy giảm. Trong đêm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ còn mưa ở một vài nơi, mức nhiệt ban đêm thấp, trời mát mẻ. Ngày mai các khu vực này trời có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên tăng lên ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ, còn ở Nam Bộ sẽ là từ 33 đến 35 độ. Sau đó đến chiều và tối mai, ở khu vực Tây Nguyên mưa vài nơi, còn Nam Bộ mưa rào và rông ở mức giải rác. Trên biển, ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa, gió hướng Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5. Cả hai huyện đảo này đều có mưa rào và rông, nên tầm nhìn xa thấp từ 4 đến 10 km, nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngày hôm nay, nhiều nơi đã xảy ra mưa, mưa rào và rông. Trong đêm nay, ngày 25 tháng 6 và sang ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao suy yếu dần. Dự báo vẫn có mưa, trong mưa rông cần đề phòng có xét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 30 mm trong 24 giờ, có nơi trên 30 mm. Khu vực miền Đông, ngày mai có gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 cho đến 31 độ so với ngày hôm nay, khu vực thành phố Hạ Long và các huyện, thị xã, thành phố miền Tây của tỉnh, trong đêm nay và ngày mai trời sẽ có nắng nhiều hơn, vì thế nhiệt độ bắt đầu tăng lên, duy trì ở mức từ 26 đến 32 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, trời nhiều mây, gần sáng và sáng có lúc có mưa, mưa rào và rông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 25 cho đến 30 độ vừa rồi là phần dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh quảng ninh